xưng danh hiệu chư Phật, phần thứ 9. Lúc bấy giờ, Ngài Địa Tạng Bồ Tát tất bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì tất cả những chúng sanh ở đời sau mà phô bày làm cho trong vòng sanh tử được sự lợi lớn, cúi mong Đức Như Lai cho phép con nói đó. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi về hấp thải những chúng sanh mắc phải tội khổ trong vòng sanh tử khắp lục đạo mà diện nói sự không thể nguyện bày, nay chính đã phải lúc ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm hoàn thành được nguyện đó, dầu ta có nhập niết bàn cũng chẳng còn lo ngại vì về những chúng sanh ở hiện tại và ở vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát tất bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiện là vô biên thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, tạm thời sanh lòng cung kính, người ấy liền siêu việt tội nặng sanh tử trong vòng 40 kiếp. Huống nữa là tô vẽ hình tượng cúng dường tay thái, người ấy được vô lượng vô biên phước lợi. Lại về hằng hà sa kiếp thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng quy y với Phật trong chừng khoảnh khắc móng tay, người ấy liền trọn hằng không còn hối thức tâm đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, trong chừng một lần thoảng qua lỗ tai, người ấy liền được 1000 lần sanh lên 6 tầng trời tỏ dục, huống nữa là chỉ tâm xưng niệm. Lại vô lượng vô số bất khả thuyết kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng quy y với Phật trong chừng khoảng một niệm, người ấy liền đạt hàng hạng sa chư Phật khen ngợi so đảnh thọ ký cho. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Đu Tô Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm thành lệ chiêm ngưỡng cúng dường tán thán, người ấy liền ở nơi pháp hội của 1000 vị Phật ở hiện kiếp đây hơn làm vị phàm vương đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, liền trọn hẳn không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường ở cõi trời người hưởng bởi vui thụ thẳng vi diệu. Lại vô lượng vô số kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, liền trọn hẳn không còn xa đọa vào chốn ác đạo, thường ở tại nơi cung trời hưởng quả vui thụ thẳng vi diệu. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bửu Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lòng cung kính, không bao lâu người ấy liền đạt quả A La Hán. Lại bất khả thuyết kiếp về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Ràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, liền được siêu việt tội nặng tội sanh tử trong vòng 100 đại kiếp. Lại về thọ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, liền được
hằng hà sa chư Phật nói nhiều pháp màu cho trọn đều thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại về thời quá khứ có đức Tịnh Nguyệt Phật, đức Nguyệt Diện Phật, đức Mãn Nguyệt Phật, đức Sơn Vương Phật, đức Tịnh Danh Vương Phật, đức Trí Thắng Phật, đức Trí Thành Thượng Phật, đức Vô Thượng Phật, đức Diệu Thinh Phật. Có vô lượng vô biên đức Phật Thế Tôn như thế. Hết thảy những chúng sanh ở hiện tại và ở vị lai sau, hoặc trời, hoặc người, hoặc nam, hoặc nữ, chỉ cần xưng được danh hiệu của một đức Phật thôi cũng được vô lượng vô biên phước lợi, huống nữa là nhận được nhiều danh hiệu, người ấy lúc sinh cùng lúc tử được vô lượng vô biên phước lợi, trọn hẳn không còn sao đại vào chúng ác đạo. Nếu có người bệnh sắp lâm chung, hàng thân quyến của người ấy nhận cho đến một người vì người bệnh sắp chết đó mà lớn tiếng xưng niệm danh hiệu của một đức Phật. Người chết đó trừ năm tội nặng vô gián, hết thảy những nghiệp tội khác đều được tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia dù to lớn nặng nề phải ác hẳn trải qua bao ức kiếp chẳng thoát khỏi được quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người kia vì đó mà xưng niệm danh hiệu chư Phật, những nghiệp ác ấy cũng lần lần được tiêu sạch cả. Huống nữa là chúng sanh tự mình xưng niệm, người ấy được vô lượng vô biên phước lợi, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Nguyện Trung Hết. Bổ Nguyện Địa Tạng thề nguyện rộng sâu, gậy sạch gậy vàng, trong sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiên thành, khỏi thoát khổ trầm luân. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Ha ha ha, Bổn Sư Mô Ni So Ha.